tự cầm ly uống nước. Giao tiếp cùng bác sĩ. Nếu như là một tuần trước đây, ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó có thể tưởng tượng bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, lại có thể phục hồi nhanh và thần kỳ như thế. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau buổi hội chẩn cùng tiểu ban điều trị phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và áp dụng các phương pháp điều trị theo tinh thần hội chẩn, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 91 đã có nhiều cải thiện. Hiện tại, về mặt tri giác, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc, thực hiện được đầy đủ các y lệnh của nhân viên y tế. Hiện về mặt tri giác, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc, bắt tay với nhân viên y tế. Hơn 1/2 phổi bên trái đã được cải thiện gần như hoàn toàn. Phổi phải đã cải thiện về chức năng hô hấp, chức năng thận đã phục hồi. Cho tới diễn tiến của ngày hôm nay, về đánh giá về mặt tri giác của bệnh nhân, bệnh nhân hiện tại là đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể là tiếp xúc và thực hiện được một cách đầy đủ với y lệnh của các nhân viên y tế. Bệnh nhân có thể là cười, mỉm cười với nhân viên y tế, cũng như là gật lắc đầu hay là bắt tay với nhân viên y tế. Sức cơ về tay và chân thì cũng đã cải thiện. Sức cơ của chi trên từ mức 1/5 của 5 ngày trước thì tới hôm nay đã là 3/5. Sức cơ của chân cũng đã cải thiện là 2/5. Cái phản xạ ho của người bệnh cũng đã cải thiện rất là tốt. Theo lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân 91 sẽ tiếp tục được sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng và phòng ngừa những nguy cơ có thể nhiễm khuẩn mới. Song song đó, bệnh nhân 91 sẽ được tập vật lý trị liệu tích cực, dinh dưỡng cũng phải đảm bảo trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, bệnh nhân 91 hiện phải phụ thuộc vào thở máy, có thể cần thời gian 1 tháng hoặc dài hơn nữa. Dù mục tiêu đầu tiên là cai được ECMO cho bệnh nhân, nhưng đối với những trường hợp tổn thương phổi đặc thù nhiễm virus SARS-CoV-2 này, tổn thương xơ phổi, đặc biệt là giai đoạn này, xơ hóa phổi thường nặng. Do đó, dù có thể cai được ECMO, nhưng bệnh nhân vẫn có thể phải phụ thuộc rất lâu với việc thở máy. Sau đó, việc cai máy thở cũng là vấn đề khó khăn, có thể cần thời gian 1 tháng hoặc dài hơn nữa. Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá dù bệnh nhân có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn nặng và cần rất nhiều thời gian để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân này.